ngày thì chắc chỉ buồn hay sao á. Không có ai mà để đi xe quay lại cho nên nhiều để ngắm á. Cho nên thấy ai đi ngang qua là mừng lắm, ngó liền. Cởi khẩu trang mệt quá. Ở chỗ cái đường này đi lên họ bán téo nè mọi người. Vậy như nghe nó. Hello, thưa chị chào tất cả mọi người đang xem kênh của Tây Swiss Cuộc Sống Nông Thôn Thị Sĩ. Hiện giờ Thi đang ở một cái ngôi làng, Thi rất là thích luôn, đó là ngôi làng của nhà ba mẹ chồng của Thi nha. Sẵn tiện thì Thi quay cho mọi người xem. Cái cây này, cái cây gì nhìn thích ghê mọi người. Ở trong đây nó có một cái cây nho nè, rất là nhiều trái luôn. Mà thường thường ở đây thì họ trồng họ rất là ít ăn ha. Mà họ cứ cũng chăm sóc nó nha, cũng bảo vệ nó nha, nhưng mà họ ít người ăn lắm, cứ bỏ cho nó hư vậy đó mọi người. Mấy cái này là họ trùm lại á, họ trùm lại để cho chim nó khỏi phải phá, rồi nó khỏi phải ị lên đó mọi người. Cái nhà đây thì có một bà cô già nhưng mà mới mất á, còn mấy đứa con thì nó về nó chăm sóc vậy đó thôi. Nhà mọi người thấy đẹp không? Cái làng này thì Thi rất là thích luôn. Nhà ít hơn cái ngôi làng nhà Thi nhưng mà rộng, vườn nó rất là rộng, thuộc kỳ chuẩn nông thôn á mọi người. Người ta cũng làm nông. Làm nông thì một vài gia đình thôi nha, chứ không có phải là ai cũng làm nông. Chủ yếu gia đình già nhiều lắm. Cái này là gỗ này để họ chuẩn bị cho mùa đông họ chậm ha. Họ cứ đem về nhà, họ chặt xong họ đem về nhà, họ trữ gì đó. Chờ mấy bà bò. Ở đây á thì bình thường á hả, nông thôn bình thường nó đã vắng rồi nha, cộng thêm á họ hôm nay là chủ nhật nữa thôi nó càng vắng mọi người. Ở đây chủ nhật thì không có được làm á, không có được ra vườn làm luôn nha mọi người. Mình chỉ ở trong nhà hoặc là mình đi chơi đây đó thôi, chứ mình không được làm, không được phép ha. Mấy bà bò á, bà thấy Thi cầm cái máy camera của bà tới bà ngóng bò mà nó cũng biết buồn. Tại vì không có ai ngoài vườn á. Hôm bữa trước á là Thi quay cái khúc ở bên kia ha. Mà Thi làm ở cái kênh cũ của cô này thì Thi chưa có làm. Hôm nay thì Thi quay cái khúc đây cho mọi người xem nha. Cái cây táo này nè, nó dạng gì đó chứ mà nó rất là ngọt luôn. Tại vì Thi ăn thử rồi đó. Nó không có lớn nổi nữa, cái trái nó rất là nhỏ luôn. Bò ở đây họ thả là chủ yếu họ đặt dây cho nó, dây điện đó. Họ không có cần phải làm chuồng. Tại vì trong đó nó có điện, cũng bò nó đụng cái nó kín cái là nó mất hồn mọi người, rồi nó thụt lại. Ở trong đây nó có một cái đám bắp thì vô sẽ quay cho mọi người xem một xíu ha. Đây nè, cái chỗ đây là cũng họ giăng dây luôn nha. Tại vì chỗ nào mà có cỏ nhiều á là họ giăng dây, không họ thả bò nó ăn, khi nào ăn hết thì họ giăng cái chỗ khác ha. Cũng rất là tiện luôn, không phải tốn công mình cột dây bò mình dắt đi rồi hết á. Bắp đây là họ dùng để cho họ cho gia súc ăn nha. Rồi họ làm một ít đồ ăn nữa, nhưng mà mình không có ăn tươi được tại vì nó rất là cứng á. Ở đây nó có một cái thùng màu xanh nha. Cái thùng màu xanh này thì cũng giống nhà Thi đó, là ăn đồ ăn xong mình bỏ vô xong để mình làm phân đó. Này là rác mình để mình lựa ra. Trời, cái này là cái cây mận à. Mà ở đây họ trồng vừa nhiều vậy đó mọi người, chứ họ ít ăn lắm, bỏ hư không mà. Trời, nhìn mát mỉ mẻ họ. Hôm nay trời nó mát mát nữa chứ. Ở đây có một cái khu vườn nhỏ nhỏ, thì quay cho mọi người xem ha. Cái khu vườn này là sở hữu của một bà chị. Chị đó thì cũng nhỏ thôi, cũng tầm bốn mấy à. Nhưng mà gia đình ba mẹ chồng á, ba mẹ của cổ, có mình cổ là con gái, không có con trai. Mà nhà thì làm nông nữa, cho nên nó cổ gánh quát hết mọi người. Làm nông này, trồng trọt này, nuôi bò này, là dắt sữa bò nữa. Nói chung mọi thứ là cổ đều làm hết. Nè, cổ trồng nè, rất là siêng luôn, làm cả ngày à. Chỉ có chủ nhật là không làm thôi. Trồng cũng đầy đủ. Này là đậu que nè. Đậu que nó có hai loại, một loại là dưa leo cây ha, còn một loại thì nó gì. Còn bên đây là cà rốt.
nhìn thấy nó cũng không có tốt mấy. Còn bên đây là cần nè, bên kia là cái này hồi giờ thì chưa có trồng, củ cải tím hả, nó làm sao ta, su tím. Cần tôi rất là thích ăn cái lá cần luôn đó. Đây là salad nè, hai loại salad. Cô này dễ thương mọi người, có một cái trong có bò rất là nhiều luôn để dắt sữa nha. Trời ơi này mặn nè, nhìn cái mặn đẻ không, nhưng mà nó không có trái nhiều, với lại nó bị rầy hay sao á, mà nhìn thấy cái trái nó cũng không có được tốt, nó lủng lỗ lỗ trơn luôn à. Ở đây táo rồi thì họ trồng, chủ yếu là họ đi ép nước, họ uống chứ họ ít ăn lắm mọi người. Ở đây có, ở dưới nó có cái tầng hầm á, xong họ đi ép nguyên chất táo vô ra, xong rồi về bỏ tầng hầm để họ uống quanh năm nha. Chứ mà họ không có ăn sống như thế ăn sao mà hết được. Mà uống nó rất là bổ luôn á, tại nó nguyên chất á. Như nhà ba mẹ chồng thì cũng ép xong để uống quanh năm vậy đó. Ở đây là cái nông trại của cổ nè. Có con bò con, cái bò mới đẻ bò con là họ cho ra đây nha. Còn bò bự là nó nằm ở trong cái chuồng ở trong á. Mà hôm nay á, thì chủ nhật, hôm nay chủ nhật cho nên nó họ là bò họ thả ở ngoài cho nó ăn. Nó họ thả trên đó mọi người, đó là bò của cổ đó. Nhìn xa xa đó nó có một cái nhà thì rất là thích luôn. Còn ở chỗ đây là phân ha, bò, phân bò đó họ để hơi trộn vậy nè. Cái này nó tốt lắm mọi người ơi. Bây giờ bắt đầu thi đi quay lên cái vùng chỗ cái con bò ở trên nha mọi người, xem cái phong cảnh ha. Chủ nhật ở nông thôn như thế nào, bình thường thì nó đã đủ vắng rồi. Cộng thêm chủ nhật nữa thì họ chỉ ở trong nhà thôi. Xe xe cũng có mấy chú bò đó nữa. Mấy cái trắng trắng là cỏ nha, cỏ là họ cắt họ trữ trong đó đến mùa đông, mà cỏ ở ngoài nó chết nó không đủ thì họ sẽ lấy cái cỏ này cho bò nó ăn. Trời ơi, nhìn cái phong cảnh thích đó mọi người, bình yên gì đâu á, không có bóng người luôn. Ở mình cuối tuần thứ bảy chủ nhật rồi thì buôn bán kinh doanh đồ nhộn nhịp, chứ ở đây là họ yên tĩnh, họ cần sự yên tĩnh á. Này, mấy cái đây là họ giăng dây á, tại mùa hè là cỏ nó rất là tốt luôn, cho nên nó họ là họ có giăng dây để họ thả bò nó ăn gì đó, để không cần phải chăn, rồi cũng không có cần phải mà đi canh nó mất thời gian ha. Bò ở đây nó mập lắm mọi người, tại vì á họ nó đâu có phải làm như bò ở mình đâu, bò đây nó sướng lắm, nó chỉ ăn mà người ta phải cũng trồng cỏ cho nó ăn luôn đó, chứ không phải bò như ở mình đâu khổ. Mọi người thấy cái bảng của cái con đường người ta để công điệu, mọi người ta cũng để bông lên đó, nhìn rất là dễ thương luôn ha. Bây giờ nắng nó lên được một chút, thì đang đi lúc trưa cho nên nó hơi ché nắng ha, nắng thì nó rất là ché luôn, có lúc mà mây nó tới thì nó đỡ, còn nó đi là bắt đầu nó ché nắng thì quên có đôi kính ở nhà á. Mắt thì nó hơi cận cho nắng vô cái là rất là khó chịu luôn. Nè, thấy họ giăng dây không? Thì hỏi chứ bò cỏ nó tốt như gì thì sao mà nó không mập được mọi người. Về quê của Thi á, thấy bò nó re re ruộng nó làm, hỏi mà nó cũng không có đủ cỏ nó ăn, nó thương lắm. Còn đây bò đây nó sướng gì mà nó sướng luôn. Đây, mấy bà thấy thì tới là mấy bà ngó không chịu ăn mọi người. Bò cũng nhiều chuyện. Trời mà không mưa đồ thì họ thả ra ngoài đây cho nó ra ngoài nó ăn. Còn khi nào mưa thì họ để nó ở trong chuồng. Ở chỗ đây có cái bảng đó là họ bán táo nha mọi người. Táo là táo nguyên cây chứ không phải là họ hái ha. Xong mình tới đó mình thích hái loại táo nào thì mình vô thẳng vườn mình hái, xong mình trả tiền cho người ta.
Tại ở quê nó nhiều lắm mà đâu, họ đâu có được bán đâu, họ đâu có được lên siêu thị bán đâu. Ai có thích ăn bio thì cứ tới nơi nhà vườn họ hái. Ở đây cái nước đây là ở Thụy Sĩ đặc biệt là nước uống, là từ ở trên núi hay đem xuống ha. Trên ở Thụy Sĩ thường có những cái giếng á, cái giếng uống nước cho người mình đi đường mình uống, nhưng mà cái nước này thì nước cho bò thì mình không có uống được, họ lấy một cái nước nguồn ở nguồn khác. Còn nhìn xa xa là mọi người thấy gỗ không? Gỗ rất là nhiều luôn ha. Đó, gỗ họ để sẵn đó rồi bắt đầu cái họ trữ để họ, có người thì họ bán nhiều quá họ không có sưởi ấm được thì họ bán nguyên một cây rừng táo rồi mọi người ơi. Nhìn đẻ dễ mang luôn á. Coi kìa. Trời ơi, coi kìa nó đỏ. Thì rất là thích ăn táo thì ăn dễ mang lắm cho nên thi răng của thi nó hay bị ê á. Trời ơi, đẻ lắm mọi người ơi. Coi kìa. Này tới mùa thu hoạch lẹ họ thì canh thì quay họ thu hoạch á, xong để đi họ ép nước họ uống á. Ở khúc ở trên đây thì dòm xuống ngôi làng nó rất là đẹp cho nên thì lên đây thì quay thêm một xíu nữa ha cho mọi người xem. Nhìn cái cảnh ở bên kia kìa, trời ơi bình yên thích gì đâu luôn á. Cái này mà mùa đông á là cả một màu xám xịt, tại là lá nó rụng xuống hết, tuyết nó rơi xuống cho đùa lên mấy cái cây á. Nhìn cái ngôi làng này rất là đẹp luôn á, thì rất là thích cái ngôi làng này. Qua đây thì được đi dạo nhiều nơi á, mà đi vòng vòng quanh cái cánh đồng mà rất là thích luôn. Còn ở bên Thi thì nó ít lắm, cánh đồng nó con xíu à, chủ yếu là rừng. Còn bên đây là cánh đồng, mọi người thấy anh quanh cái đồng đó không, cái ngôi làng đó hả. Điều cái là nếu mà ai mà buồn quá thì không có sống nổi ở đây nha. Ai mà thích sự bình yên đồ á thì sống ở đây được, mà ai mà thích vui đồ nhộn nhịp thì sống ở đây rất là buồn ha. Nhìn á mọi người, nhìn cái làng là biết là không có ai rồi đó. Ở trên cái chỗ đây nè, nó có một mớ mấy cái cây quả ốc chó mọi người. Để thì lên thì xem thử là nó có trái nhiều không ha. Xong hôm nào thì đi hái thì quay cho mọi người xem. Tại mấy cái cây đây là của ba mẹ chồng Thi ha, cho nên có hái thoải mái. Mà có năm thì nó lên nhiều nha, còn có năm thì nó không có lên nhiều đâu. Như hồi năm ngoái thì nó không có nhiều ha. Nhưng mà năm nay thì Thi nghe nói là nó rất là nhiều luôn. Sẵn ghé thăm thử là có nhiều không, rồi bắt đầu hôm nào Thi đi tới mùa nó chín nó rụng á mọi người đi hái ha. Trời ơi, nhiều giả mèo mọi người. Ok, nó còn đang xanh đó, nhìn đẹp kìa không. Tới khi nó chín á thì bắt đầu nó rụng xuống, gió còn nó rụng nha. Còn nếu không á thì mình rung cái cây á, như ông ba chồng thì ông có cái máy để lắc cái cây rồi người trên rụng xuống đất, xong rồi bắt đầu mình nhặt. Cái này á thì mình mua siêu thị nó cũng có rất là nhiều nhưng mà nó không ngon nha. Ví dụ mình làm ở nhà thì mình kỹ hơn, mình sấy nó kỹ hơn rồi mình nó an toàn, với lại mình ăn mình giữ được lâu. Nó cứ chùm ba trái rồi mọi người. Hay thiệt cái chứ. Trời ơi, nó nhiều, cái này mình lượm là đẻ tay luôn á. Ba mẹ chồng thì kỹ lắm cho nên làm cái này họ giữ cả năm, ăn hết năm này tới năm kia mọi người. Sấy rất là kỹ luôn. Để khi nào mà ảnh chỉ hái cái này nè, ảnh chỉ sấy thì Thi quay cho mọi người xem. Mà tại vì nhà ba mẹ chồng Thi, nhà Thi không có gần á, mỗi lần qua thì sợ nó không có đúng thời điểm cho nên nó bị sai thời điểm không có quay được á. Đang hái cái lát cỏ dại nhai thử. Thơm quá. Trời ơi, nó nhiều dễ sợ luôn. Cái này bữa nào hái là sướng tay luôn mọi người. Có mấy trái nó đen đen nữa ha. Nó chín rồi đó, chín dần dần rồi đó. Đó, ở trong đó mọi người. Nó bị nũng. Nó đen vậy chứ ở trong là không có sao ha. Cái này thì chỗ cái ngôi làng nhà Thi thì nó cũng có rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái trái nó không có sai bằng ở đây, nó không có bự bằng ở đây á. Mà ở đó thì nhiều người, anh dì già cũng thích nhặt lắm.
Đây là mớ táo xanh nè. Hồi nãy thấy mớ táo đỏ thấy nó kích thích ha. Màu xanh thì mình thấy ít kích thích hơn tại nó cùng màu với cái lá. Thì về gần tới nhà ba mẹ chồng thì rồi. Ở chỗ đây là họ có mấy cái táo mọi người thấy để dễ thương không? Họ để ba loại khác nhau nha. Xong mình muốn ăn loại nào, mình muốn mua loại nào thì mình vô mình tự đó mình mua ha. Đây nè, táo họ để nè. Ok mọi người, cái video cũng dài rồi. Thì đi về đây thì cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Mọi người thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký cũng như thể những cái comment góp ý cho Thi nha. Thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở cái video lần sau. Bye bye.